Xin chào các bác ha. Thì hôm nay em xin giới thiệu cái dòng Amply đa kênh của Onkyo. Có model là TXSA606X. Thì đây là hàng đấu giá nội địa Nhật về, nên hình thức thì còn rất là đẹp. Thì thiết kế máy sẽ có thiết kế là mặt phay nhôm, toàn bộ là phay nhôm màu trắng ha. Kể cả cái nấm volume cũng được thiết kế bằng kim loại màu trắng ha, rất là đẹp. Thì đối với cái dòng Onkyo TXSA606X này, nó sẽ hỗ trợ cái chuẩn kết nối là cổng HDMI luôn ha. Thì cái chuẩn HDMI của nó là 1.3A, thì nó sẽ hỗ trợ các định dạng âm thanh như là Dolby QHD và DTS Master Audio. Thì đối với cái dòng Onkyo này, chất âm nó rất là sáng và bass rất là khỏe, rất là mạnh. Công suất nó lên đến là 130W một kênh, ở cái âm thanh 7 kênh. Thì đây là cái dòng đa kênh 7.1 nha các bác. Thì công suất nó rất là khỏe. Và đối với cái dòng Onkyo này, nó thiết kế là nghe nhạc stereo rất là hay nha. Bass chép đây thì có thể các bác chỉnh trực tiếp trên máy luôn. Thì để chỉnh bass chép thì ta chỉ việc nhấn nút tone và tăng giảm bass và tone để chỉnh chép ha, tiếng rất là khỏe. Đối với những cái dòng này thì các bác sẽ rất là dễ ghép loa, đánh rất là khỏe. Về phần công suất của nó thì nó sẽ chạy tổng cộng là 14 sò than to ha. Ngoài ra nó vẫn hỗ trợ cho cái cài đặt là chỉnh equalizer cho 5 kênh tần số ha. Thì các bác có thể điều chỉnh cái equalizer này để nghe nhạc rất là hay. Đối với cái dòng Onkyo 606X này thì nó sẽ có thiết kế là một cái mạch xử lý là VNLSC. Đây là cái công nghệ xử lý của nó. Thì nó sẽ áp dụng cho tất cả các kênh để loại bỏ hoàn toàn nhiễu tần số cao. Thì và kết hợp với cái công nghệ phạm vi rộng độc quyền của Onkyo là cái công nghệ là RAD và bộ giải mã 192 kHz 24 bit, thì nó sẽ cho khả năng tái tạo âm thanh cực kỳ rõ ràng và chân thật và rất là chi tiết. Thì đây là những cái công nghệ kết hợp của Onkyo. Rất là nhiều công nghệ áp dụng và chất âm của nó thì rất là tuyệt vời. Thì ngoài ra nó vẫn có cái chế độ là Bure Audio để cho các bác nào muốn nghe nhạc ở chế độ trực tiếp mà không qua cái mạch chỉnh âm sắc này thì để nghe nhạc mộc. Thì với cái bộ giải mã DAC 24 bit ha và cái con Onkyo 606X này vẫn sẽ hỗ trợ cái ngõ rề out để chúng ta có thể sử dụng làm một cái giải mã DAC rất là chuẩn ha. Thì cái đợt này về ha, thì nó sẽ kèm một cái khiển Onkyo ha. Đây là khiển khác đời ha, có thể chỉnh full các chức năng. Rồi đây là cái ruột gan của cái con ly này, em đã mở ra sẵn rồi ha. Thì các bác sẽ thấy là một cái biến thể Onkyo to ha, ruột gan rất là sạch sẽ ha, còn khá là đẹp ha. Đây em đang quay nội thất bên trong ha, thì nó sẽ đánh là 14 con sò than ha. Trên đây là những cái mạch xử lý tín hiệu và giải mã của Onkyo. Rồi đây là cái phần kết nối phía sau. Đối với cái Amply này, nó sẽ sử dụng là ba cái cổng kết nối cơ bản như là cổng HDMI in. Thì ở đây em đang kết nối bằng cổng HDMI in 1. Cổng in 1 đây là lấy tín hiệu từ hộp Android box đưa vào,
và đây là HDMI out, thì đây là sẽ xuất hình ảnh lên TV. Và tiếp nữa là cái cổng quang được kết nối vào ngõ là game TV. Thì đây là cổng quang ha. Nó sẽ có cái tín hiệu màu đỏ đây. Các bác có thể lấy cái tín hiệu từ Smart TV đi xuống ha. Và tiếp nữa một cổng là cổng analog ha. Cổng CD thì các bác có thể lắp từ cái đầu đĩa hoặc là cái điện thoại ha, từ cái cổng 3.5 đưa vào đây. Rồi, cái dòng này công suất của nó khá là lớn ha, 450W. Điện áp là 100V, made in Malaysia ha. Và đặc biệt là cái dòng này nó sẽ hỗ trợ cho phép chúng ta đánh loa từ 4 ohm cho tới 16 ohm luôn ha. Rất là hiếm những cái dòng đa kênh mà có thể sử dụng là 4 ohm cho tới 16 ohm ha, trừ một số dòng Onkyo mà nó sẽ hỗ trợ thôi. Rồi sau đây em sẽ test loa cho các bác luôn. Và đặc biệt là cái dòng Onkyo 6L6X này, nó sẽ hỗ trợ luôn cái chế độ là nghe nhạc bằng 7 kênh stereo, rất là hay. Thì với cái chế độ này thì ta có thể nghe nhạc bằng tất cả các loa cùng hát cùng lúc ha. Để khi mà nghe nhạc chúng ta sẽ không lãng phí bất kỳ một cái loa nào. Rất là hay. Rồi em sẽ test lại các ngõ ra loa. Tiếng con này thì cực kỳ là sáng tiếng ha. Các bác có thể sử dụng tai nghe để nghe chất âm của nó là sáng như thế nào. Thì nếu như bác nào chỉ có hai loa ha, thì ta sẽ cắm vào hai cái loa phông này ha. Các bác chú ý là loa đen, cọc đen và cọc đỏ ha. Đó là cái hai loa phông ha, đây là loa center ha. Tiếp theo một cặp loa nữa là surround ha, đây loa trái và loa phải. Tiếp theo nữa là một cặp loa ha. Thì với cái dòng Onkyo này ta có thể đánh cùng lúc là ba cặp loa ha. Thì ngoài ra các bác sẽ thấy ở đây nó sẽ có một cái khu vực là dùng re out. Đây re out, thì với cái re out này chúng ta có thể dùng cái con âm ly Onkyo 6L6X này để làm giải mã DAC 24 bit cực kỳ chuẩn ha. Thì tín hiệu từ cổng quang đưa vào hoặc là tín hiệu cái đực số từ cổng quang hoặc là HDMI đưa vào thì nó sẽ có thể giải mã ra cái cổng re out này. Thì em đã chuẩn bị một cái âm ly để mà test cái chức năng re out này. Rồi chuyển qua cái quảng cáo đây. Re out với cái cổng đây, re out 7.1 luôn nha các bác, tất cả các ngõ re out. Thì đó là cái chức năng để làm giải mã cực kỳ chuẩn và xịn của Onkyo, với cái tầm giá cực kỳ tốt ha để làm giải mã. Rồi em sẽ kết nối lại cái loa ha. Rồi em sẽ test các ngõ vào ha, DVD, game TV và ngõ CD ha, để test cái các cổng ngõ vào của âm ly. Thì ở đây em đang test bằng cái ngõ là DVD ha. Nó sẽ là HDMI. Đây, ngõ DVD. Tiếp theo là ngõ game TV ha, sẽ là cái ngõ cổng quang ha. Tiếp theo ngõ là CD. Đây là cái cổng analog. Chuyển qua HDMI. Rồi để mà
chỉnh bass chép ha, thì ta chỉ việc chỉnh ở vị trí này thôi, tông và tăng giảm bass chép ha. Và đặc biệt là cái dòng này bass chép chỉnh rất là up phê, tiếng cực kỳ sáng ha, và tăng giảm bass thì âm thanh nó thay đổi rất là rõ rệt về cái chất âm ha, nên các bác có thể sử dụng cái con này làm rề là cực kỳ tốt ha. Vừa làm rề vừa làm giải mã ha, và có thể chỉnh equalizer luôn ha. Đây là các nút để mà lựa chọn cái chế độ âm thanh ha. Đây là chế độ Ontario ha. Rồi sau đây em sẽ hướng dẫn các bác về cái thao tác cài đặt equalizer ha. Thì trên cái khiển ta nhấn nút là setup ha, hoặc là trên cái bàn phím máy ha. Ta phải nhấn nút receiver ha, thì máy mới hiểu là chuyển cài đặt cho âm ly ha. Thì các bác có thể nhìn cái màn hình từ phía trên cái TV ha, thì ta sẽ di chuyển xuống một speaker setup ha, và một equalizer setting ha, enter. Rồi thì ở đây em đã cài đặt cho loa phong là những cái equalizer này, thì các bác sử dụng cái phím mũi tên qua lại và lên xuống để mà điều chỉnh thay đổi ha. Rồi em ví dụ và em sẽ điều chỉnh luôn cái cho cái loa center ha. Thì loa center em sẽ cho cái tiếng mid và tiếng chép nó sẽ cao hơn ha. Rồi các bác có thể điều chỉnh theo tùy ý của mình ha. Thì sau khi điều chỉnh ha, ok, thì ta nhấn nút return. Rồi để cài đặt loa ha, thì ta vào một speaker setting ha. Thì ở đây nó sẽ hỏi ta lựa chọn là loa 4 ohm hay là loa 6 ohm ha. Thì ta sẽ thay đổi ở vị trí này ha, 4 ohm hoặc là 6 ohm ha. Ở đây em để lựa chọn là 6 ohm ha. Ở một speaker config ha, thì tất cả các loa em để là full băng ha, thì nó sẽ âm thanh nó sẽ đầy nhất và tối ưu nhất. Rồi tiếp theo nữa là mục lever calibration ha, thì đây là cái mục để tăng giảm volume từng kênh loa ha. Thì ở đây em đã tăng tất cả các volume lên ở maximum để cho em đi có thể hát là khỏe nhất. Rồi thì đó là một vài cái thao tác để cài đặt và sử dụng cái âm ly Onkyo TX SA606X ha. Về cái kích thước của con âm ly này, chiều ngang là 435mm, chiều cao là 174mm và chiều sâu là 377mm, trọng lượng là 12,7kg. Thì hình thức con này thì rất là đẹp ha, chất âm thì cực kỳ sáng tiếng ha. Những cái dòng Onkyo thì chất âm đặc biệt nó là rất là sáng, bass và chép rất là mạnh và rất là khỏe ha. Thì em đang test bằng cái cặp loa Victor Zero 5 5 bass 25 ha, đánh cực kỳ khỏe. Thì với cái dòng Onkyo này, các bác có thể sử dụng để nghe nhạc và xem phim rất là chuẩn, hoặc có thể sử dụng để làm chạy mã DAC cực kỳ tốt ha, với cái chất lượng hàng đầu của Onkyo, một cái thương hiệu nổi tiếng trong cái giới âm thanh. Thì xin cảm ơn các bác đã theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin chào tạm biệt các bác ạ.